Xin chào toàn thể quý vị khán giả của sườn đồi hockey Tuấn Thanh cũng như quý vị khán giả đang theo dõi video này. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại xưởng sản xuất của Tuấn Thanh, cũng là cái khu vực Tuấn Thanh đang đánh giá hoàn thiện các sản phẩm đồ hồ cây của mình. Và hiện tại đang là buổi chiều, một buổi chiều rất là mát mẻ, ngày 29 tháng 7, ngày cuối cùng của một tháng cô hồn. Và hôm nay cũng là ngày mà các anh em thợ chúng của Tuấn Thanh đã sẽ lĩnh lương về với gia đình nhà mình. Và hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu tới quý anh chị video này để anh chị có thể thấy được các công đoạn sản xuất của Tuấn Thanh như thế nào. Và để tạo ra được một sản phẩm đồ hồ cây thì cần phải có những công đoạn đánh giáp hay là làm hàng mộc như thế nào anh chị. Hãy cùng đón xem, cùng Tuấn đón xem cái video này để hiểu rõ hơn cái công việc của những người thợ là nghề chúng em hàng ngày làm là gì anh chị nhé. Dạ vâng, trước mắt quý vị anh chị đây chính là cái khu vực mà Tuấn Thanh đang đánh giấy giáp và để những sản phẩm mộc khô để cho khô rồi đánh giấy giáp hoàn thiện. Và trước mắt quý vị anh chị chính là hai sản phẩm đồ cây tứ trụ bát 2m3 mà hiện tại được rất nhiều quý vị anh chị được sử dụng và cũng như đang đặt hàng tại Tuấn Thanh. Và đây địa chỉ của Tuấn Thanh đấy ạ, địa chỉ tại làng nghề thôn Ngô Khách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Và phía bên cạnh chính là Facebook cá nhân và số điện thoại của Tuấn Thanh. Vâng, đây là hai sản phẩm tứ trụ phát với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Đó. Hai chất liệu, hai sản phẩm đã rất quen thuộc với quý vị khán giả của Tuấn Thanh rồi đúng không ạ? Vâng, phía bên trong này thì chính là những người thợ đang gia công với công đoạn đánh giấy giáp. Đó. Thì để tạo ra những cái sản phẩm nó đẹp, nó nhẵn mịn trên các cái bề mặt sản phẩm ấy, thì những người thợ của Tuấn Thanh đã phải làm việc rất vất vả cả ngày để có thể tạo ra được những cái sản phẩm. Tại vì anh chị có thể nhìn được khi một sản phẩm ở dạng mộc này thì anh chị có thể nhìn thấy những cái vết gằn của máy đục CNC đúng không ạ? Đó, những cái vết gằn này thì trước khi đem đi PU hoàn thiện thì phải xử lý bằng tay ở nhà đó, để cho nó nhẵn nhụi hết các cái bề mặt này đi, và những cái mép góc trong này này sử dụng bằng máy thì nó sẽ không thể nào mà đi hết được những cái vết gằn của nó. Thì chúng tôi sẽ phải Tuấn Thanh phải sử dụng bằng tay để có thể luồn lách vào các cái khe, các cái góc của nó để có thể làm nhẵn nhụi được các cái bề mặt gỗ bên trong này đây. Đó, anh chị đấy nhìn này, rất nhiều vết gằn đúng không ạ? Đó, rất nhiều vết gằn này. Đó. Vết gằn đây, anh chị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đó, các vết gằn của máy đục CNC này thì phải xử lý hết. Đó, nếu mà một sản phẩm hoàn thiện thì là phải xử lý được hết những cái vết đó rồi mới đem đi PU, thì đấy là một sản phẩm chất lượng tốt và đạt đến độ hoàn hảo nhất định. Và đây phía trong này chính là những người thợ của Tuấn Thanh đang ngày đêm, đang hàng ngày đánh giáp tay đây, đánh giáp tay những vị trí này để những sản phẩm nó có thể được nhẵn nhụi hơn. Đó, vì những vị trí này thì sử dụng máy nó sẽ không đến được nên là phải dùng tay. Và nạo gọt đây chính là bằng gỗ mun hoa. Đó, bằng gỗ mun hoa mà đã rất nhiều sản phẩm, thì đây là hai sản phẩm mới thì chúng tôi Tuấn cũng chưa đăng lên để với anh chị được xem. Thì sau khi PU sản phẩm này xong, Tuấn sẽ làm một video để anh chị có thể chiêm ngưỡng được hai sản phẩm này. Thì đây là hai sản phẩm rất là mới, chưa có, mà Tuấn còn chưa tung ra thị trường. Đó. Thì khoảng độ vài ngày nữa thôi thì khi hoàn thiện xong chúng tôi sẽ lắp máy lên và giới thiệu tới với anh chị bộ đôi sản phẩm này. Đó. Phía trong này đây là khu vực để hàng mộc của Tuấn Thanh. Rất nhiều các sản phẩm đồng hồ cây mun hoa, tứ trụ phát này, hoa lá tây rồi tượng này. Đó, đang để cho nó khô đi. Và khi nó gỗ nó khô đi thì hoàn thiện nó với không bị co ngót. Và phía bên trong này chính là khu vực sản xuất đấy ạ. Đó, gói gọn trong một xưởng để không bị làm lẫn sang các xưởng khác. Đó, Tuấn Thanh sẽ có mỗi xưởng thì làm một cái dòng gỗ khác nhau. Đó, chính vì vậy để tránh nhầm lẫn gỗ nạp cũng như các mẫu mã thì làm như vậy để cho nó sẽ dễ quản lý hơn và cũng như là dễ biết được số lượng hàng hóa của mình và cũng như để dễ kiểm soát chất lượng hơn. Và rất nhiều các sản phẩm mộc đang có trong kho. Đây là một trong số các kho hàng của Tuấn Thanh. Đó. Đây anh chị có thể thấy đánh tay đấy ạ. Từng cái ngóc ngách khe kẽ này đều được xử lý bằng tay hết nhá.
Dạ vâng, tiếp theo đến thì Tuấn sẽ đưa anh chị đi tham quan tiếp một xưởng sản xuất nữa của Tuấn Thành. Đấy ạ. Đó. Đây chính là xưởng sản xuất chuyên về các đồng hồ cây, các mẫu đồng hồ cây thứ tự vát 2m70. Đây phía trong này đây, người thợ đang làm rất là chăm chỉ. Thì sau đây Tuấn sẽ quay lại cam sau để anh chị có thể nhìn được rõ hơn và dễ dàng hơn. Xin mời quý anh chị hãy đón xem tiếp video này nhé. Dạ vâng, trước mặt quý anh chị đây lại tiếp tục là một xưởng nữa của Tuấn Thành, chuyên sản xuất về các sản phẩm đồng hồ cây. Đó, với mẫu kiểu dáng hai tứ trụ vát 2m7, đẹp với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và mẫu tứ trụ vát 2m7. Thì hiện tại thì mẫu này thì Tuấn Thành đang mỗi tháng là xuất ra thị trường khoảng độ 100 cây. Đó, với số lượng hàng trăm cây. Vừa bán cho các đơn vị đại lý và vừa bán cho các khách hàng tiêu dùng. Vâng, rất nhiều. Đây chính là một máy đục CNC này. Đó. Và phía bên trong này đang làm những cái bộ vòm này. Đó, người thợ đang làm việc rất là chăm chỉ. Hôm nay thì là cuối tháng nên là thợ cũng nghỉ sớm một chút để về với gia đình mình. Đó. Đó, phía bên trong này rất là nhiều gỗ đây. Quý anh chị nào mà theo dõi Tuấn Thành một thời gian rồi thì sẽ rất là quen thuộc với cái hình ảnh này đúng không ạ? Đó, còn những anh chị nào thì mới xem video của Tuấn Thành thì hãy vui lòng vào kênh của Tuấn Thành để xem những video khác nữa để hiểu hơn về cách thức làm việc của Tuấn Thành cũng như các sản phẩm Tuấn Thành đã gửi tới quý anh chị. Dạ vâng, và Tuấn luôn có một tâm niệm như thế này là rất mong có thể đưa được các sản phẩm tốt tới tay khách hàng của mình để những cái sức tin tưởng của khách hàng không bị mất đi. Thì Tuấn Thành rất cố gắng hàng ngày để hoàn thiện các sản phẩm gửi tới quý anh chị để cho anh chị có thể sử dụng được các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất với đôi bàn tay tinh tế của những người thợ làng nghề quê hương Bắc Ninh chúng em. Và Tuấn luôn mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều bà con ở trong làng nghề có thể có một công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập với các sản phẩm của mình đã tạo ra. Chính vì vậy mà Tuấn rất mong quý anh chị ủng hộ Tuấn Thành bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình đăng ký kênh. Bấm vào nút hình quả chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Tuấn Thành. Xin cảm ơn quý anh chị. Xin hẹn sau đây Tuấn cũng xin kết thúc video của mình và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin chào.